Các sở thích thì mọi người chọn kỹ nhá, chọn các sở thích con ấy. Đừng đừng sở đừng chọn cái sở thích mẹ, vì sở thích mẹ nó sẽ bao gồm rất nhiều. Chọn các sở thích con thôi. Mình bấm vào bên sâu bên trong ấy, Mai. Ok, tiếp nhá. Có cái phần khác với Facebook của cái gì? Thứ nhất là phần hành vi tương tác với video. Đấy. Thì phần này Facebook không có, đúng không? Đã xem, đã thích, đã bình luận, đã chia sẻ. Thế thì bọn em nhìn này, nếu mà bọn em chọn mà đã bình luận thì nó cái mức độ nó đang làm gì? Nó sẽ ít hơn, nhưng mà cái chất lượng nó lại gì? Sâu hơn, đúng không? Đấy, còn đã xem thì có khi là chỉ lướt cái thôi. Nhưng mà đây nó có cái chữ đã xem xong này đỡ hơn nhiều này. Đã xem xong đã thích, xem xong là nó khác với đã xem. Sau này người ta đã để ý đến hết cái khoảng thời gian rồi, hết 30 giây, 45 giây là xem hết rồi. Đấy. Rồi chọn được cái danh mục mà người ta đã xem tương tác. Thí dụ như Mai Ca chạy 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 thời trang đúng không? Thì em chọn các danh mục về thời trang, về làm đẹp, về du lịch là đúng tập khách luôn. Đấy. Hay là ông Minh cũng thế, thời trang công sở. Nhưng mà ông Minh nhớ nhá, nếu mà ông làm trên TikTok thì ông phải 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 cố gắng là trẻ hóa cái bộ trang phục đi một tí. Ví dụ như cái mẫu ông mà hoa hoét, phải hoa xòe, hoa hoa sói nó đẹp lên. Đấy. Hiểu không? Nên ông chọn cái tuổi nó trẻ hơn một chút. Và giá ông ra hợp lý thôi, giá ông chỉ ra tầm tầm khoảng đầu hai ông bán. Nhưng mà sản lượng lớn, tức là ra một mẫu thôi. Ra một mẫu nhưng mà sẽ oánh sản lượng lớn. Chứ em mà ra số lượng nhỏ mà sao em bán giá cao ấy, là cái kiểu đấy là chỉ có làm hàng thiết kế mà phải xây dựng thương hiệu rất là mạnh. Đấy, số lượng hành vi xem trong 7 ngày hay 15 ngày thì mình xem 7 ngày thì cũng cũng mới nhỉ. 15 ngày thì cũng ok. 7 ngày thì nó mới hơn. Đấy, hành vi tương tác với người sáng tạo, ai là người sáng tạo ạ? Mình chính là mình tất cả những thằng TikToker là người, nó gọi là người sáng tạo. Hành vi trong đường ngày qua cái đấy. Qua ngày qua. Đấy, cái thứ là gì? Những ngày qua. Tức là cái 7 ngày ấy, ví dụ như là mình tích vào 7 ngày thì gần đây cái thằng đấy nó lướt TikTok. Nếu mà em tích vào 7 ngày qua là em sợ quảng cáo sẽ không chạy đến thầy. Bởi vì tháng này thầy không vào TikTok, hiểu không? Đấy, ý là thế. Đã theo dõi, đã xem hồ sơ. Nếu như kênh của mình mà hot nhá, kênh của mình mà lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu theo dõi nhá, thế mà mình chọn đến thẳng đến kênh của mình thì chạy lại cho những thằng thích kênh của mình ấy. Cái này dùng remarketing. Chính xác, nó chính là cái phần mà Facebook có thể chạy lại những người đã like bên, page đấy. Vào bên nữa. Không, chưa đến phần re, ở bên ngoài đã có rồi. Nó có cái phần là đã like page. Tức là chạy quảng cáo đến những người đã thích page. Đấy, thêm những người đã xem các video có hashtag, cái này rất là hay. Mình có thể đánh hashtag vào đây. Thí dụ như là hashtag của em là thời trang công sở, hay là lễ phục, hay là pháp phục, đúng không? Hay là hoa, đấy, kiểu kiểu đấy. Hay là thầy Văn Anh là TikTok marketing, hiểu không? Đấy là những cái từ khóa mà nó sẽ chạy đến đúng những người mà làm cho đối tượng đấy. Có được cho nhiều hashtag chắc được nhiều vài cái thì đã nhiều được vài cái, em chọn chọn vài cái liên quan 4-5 cái thôi, cũng đừng chọn nhiều quá. Cái này cũng giống Facebook mà càng chọn nhiều thì tệp càng cao không phải. Cái chọn ấy thì tệp nó càng rộng, mà tệp càng rộng ấy thì quảng cáo nó càng rẻ. Chứ không phải càng chọn nhiều là tiền càng cao, không đúng nhá. Em phải hiểu cái nguyên tắc là giá thầu thì nó sẽ bằng là tổng tiền đã chi chia cho tổng tương tác em thu được. Vậy em càng thu được nhiều tương tác thì em sẽ có giá thầu rẻ, hiểu không? Cái này nó liên quan là trong cái video khi mình đăng mình bao giờ mình kèm hashtag. Thế thì bây giờ mình chọn hashtag này thì mình chạy đến chính cái thằng đấy. Rồi tiếp tục là về thiết bị. Về thiết bị là một bí quyết này. Thiết bị là một bí quyết. Tại sao thiết bị này là một bí quyết? Thì điều này rất là hay, bởi vì là
thằng TikTok hiện nay chưa bị thằng Apple cấm, nhưng mà thằng Facebook đã bị cấm rồi, cho nên là cái quảng cáo của thằng Facebook bây giờ không theo dõi được thiết bị iOS nữa, đặc biệt là từ iPhone X trở đi. Ngày xưa bí quyết mà dạy quảng cáo của thầy ấy, ngày xưa lớp của thầy rất đông và hiệu quả, đấy là nó nằm ở chính cái phần chọn thiết bị khi chạy. Em bán đồ đắt, em chọn thiết bị đắt. Em bán đồ rẻ, em chọn thiết bị rẻ. Thì như vậy khả năng chuyển đổi của em sẽ tốt. Thì hiện nay thằng TikTok là đang rất ngon, mọi người nhìn thấy không? Thí dụ thôi, bây giờ mà em chọn mà tầm khoảng 15 trở lên thì gần như em đang chọn đến hết tầm iPhone 12 cao cấp. 15 ở thì như là điện thoại iPhone 6 lên được iPhone 15 thế. Thế à? Ở là cái mẫu thiết bị nó cũng có luôn. Em bộ iPhone bao nhiêu luôn. Tính chất đẹp lắm thì cũng thể. Như của thầy đấy là iPhone 13 thì đang dùng chắc là 16, iPhone 15.6 chưa lên chấm 6 đâu, mới chấm 4 hay chấm 5 thôi. Thì như bảo nó bảo chấm 6 này nhiều lỗi cái gì đấy. Đấy là 16 chứ là 16 rồi. 16 là cái ta iPhone. Đây. 16 chính thức đây. Cái ta nào. Thì như thế này ạ, nếu không chọn iOS kia thì chọn thẳng vào modem luôn. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời ông mặt trời chưa? Chạy cho thầy nhá, vẫn là thời trang công sở nữ, nhưng cứ iPhone 12 trở lên vãi. Thì cái đứa nó xem TikTok trên iPhone 12 nó cũng phải nhiều tiền hơn cái đứa xem TikTok trên iPhone 6 chứ. Bởi vì chúng ta tính trên số lớn mà, chúng ta không tính trên một người. Hiểu không? Cái này là mình chạy xem trang thì nó